Hai mọi người, lại là tôi đây. Trưa nay chúng ta sẽ ăn món cá sát kho tiêu rồi, với canh chua rồi, canh me chua rồi, bông sung bông sống rồi, với đậu bắp rồi, bắp cải rồi, giá gì rồi, nước chấm rồi, nước mắm mắm mặn rồi, mắm ớt rồi. Tráng miệng có mặn cầu tao người nay nhà chồng người với bánh hạt dẻ rồi bánh bông lan băng long rồi nó uống có trà đá rồi trà đá trà tắm mọi người. Đây mọi người, cá sát mọi người, cá sát kho tiêu mọi người. Đây mọi người, canh me chua, bắp cải, đậu bắp, bông sung, bông súng mọi người. Nay nhà chồng hai trái mọi người, hai ba trái mọi người. Cơm mọi người. Ai chuối mà chua lá xiêm chua sứ chín mà chua xiêm chua sứ mọi người. Chén không rồi, không mình xương rồi. Bánh hạt dẻ mọi người. Ly trà đá mà trà đá trà tắm mọi người. Nước mắm mọi người, mắm mặn mắm mớt mọi người. Bánh bông lan rồi, bông lan băng long mọi người. Muốn dài mà vừa dài vừa lâu mà vừa lâu vừa dài. Đổ mà đổ hơi sô la mọi người, bảo gió nó mát mát mọi người. Mời mọi người ăn cơm. Cơm mọi người. Cơm thôi. Cái xác cũng bé mà. Dầu mỡ đúng nhiều luôn. Cá này cá xác này con chua nó ngon rồi, bắp cải giòn vừa ăn rồi.
Cái hộp đậu bắp nó giòn giòn luôn. Cái khác này giống như mấy cái cha con, nhìn giống mấy cái cha con này. Cho nấu gì ăn mà không có mà ăn với cá kho là hết sảy rồi. Chua nó gì chua chua có hậu ngọt mà ăn ngon mà ngọt thật, nó không có thằng gì chua nhưng mà có hậu ngọt nó thơm thơm mà. Cá ngán này kho ngon mà nó mầm. Cái mặt kia đúng rồi, ăn không ngon mà không tách gạt mà ngon. Bì da mỡ đúng rồi. Con này ăn cái bụng cái đặc trưng nó hơi bị thuốc phúi đúng rồi. Cá ngát á rồi là phái ăn nó béo nhưng mà kiểu không kiểu giống như ăn cái bụng nó hơi thẩm thẩm đúng không, cho nên không ai lắm rồi. Chứ ăn nó thì ngon rồi, cá kho ăn cơm với chuối cũng ngon rồi. Cơm nó mặn mặn, bé bé ngọt ngọt. Gạo nó thử không nó đây mà. Đậu bắp đúng giòn. Cái giá nó dồn dồn không, chua này nó ngon hợp khẩu vị.
cái sáng đúng ngon, kiểu nó thật nó dai dai mềm mềm luôn, mặn mặn cay cay đúng ngon. Cái măng cầu này ăn được luôn, mềm mà. Cái mảnh cầu ta mà na nhà chồng rồi. Bông lan rồi bánh tận này mùi nó tạp hơn rồi, hai ba mùi trộn lộn nhau rồi. Nếu như mà chọn lại mà nhưng mà nó quạnh lại với nhau được nó thẹn nó ngon rồi, còn chọn đâu mà kiểu nó không quạnh được được nhau mà ăn nó cảm giác mùi thấy nó bị tạp lắm rồi, nhau không ngon rồi. Trước một phần bánh với trứng mà ăn nó thơm. Rồi ăn bánh uống trà uống đã rồi. Này bánh bánh hạt dẻ luôn rồi. Tôi mới vậy nó chẳng thêm đường nó thêm đường nữa mà cho nó ngọt. Bánh gì vậy trà? Nó ngon mà. Do cái mùi bánh hạt dẻ này nó nhẹ mà cho nên nó nhẹ có gì béo mà cho nên ăn phải chậm, ăn chậm nha chảy mà cảm nhận được cái mùi thơm đúng không ạ. Đúng rồi, ăn chậm luôn rồi, bánh đầu cắn ăn nó không thấy thơm lắm rồi, nhìn nhai rồi thấy nó thơm luôn rồi, thơm nó béo luôn rồi. Vô lợi là người ta làm ít đường luôn rồi. Nhưng mà bánh vẫn ngon. Này đúng là ăn chậm nha kỹ mà nó thơm hơn. Bánh này mới lấy ra ướt nhẹp luôn, mới hút ẩm cho nên cho anh thử ăn sợ nó hư luôn.
cũng có rồi. Chả thơm luôn rồi. Cơm ngon luôn rồi, ngay cá sát pô tiêu luôn rồi, cá sát nó kiểu thịt nó dai mềm béo luôn rồi, ăn kiểu nó mặn mặn luôn rồi, mặn mặn cay cay luôn rồi, mặn mặn ăn ngon luôn rồi, ăn với canh chua là hết sảy luôn rồi, một lại với chuối luôn rồi, canh chua bắp cải đậu bắp luôn rồi, và bổ sung bổ súng luôn rồi, ngon luôn rồi, cái nước canh chua nấu vừa ăn rồi, chua chua ngọt ngọt luôn rồi. Cái chuối thì vừa ăn rồi, nay nhà chồng rồi, cái mặn cầu ta ăn nó dai ngon rồi, mềm ấy như thịt chua thì chấm nước mắm rồi, mặn lắm mớp rồi, bánh bông lan kiểu nó mềm mềm dai dai rồi. Nhưng mà đợt này ăn bánh nó hai ba mùi nó trộn lộn nhau ăn nó không mấy lắm rồi, lần trước thì mùi đặc trưng nó thơm hơn rồi, này mùi nó trộn lộn ăn nó không mấy lắm rồi. Rồi nghe ly trà đá, trà đá trà tắm thơm ngon rồi, có gì chát nhẹ rồi, cơm ngon rồi. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một buổi trưa thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ, bye mọi người.